Trở lại, một con thiêu thân của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang New Jersey, đó là một cha mẫm mỉm lòng. Chris Christie, run, 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 run to the gym. Thôi phải dục đi cha. A better candidate and a better president if he won. And I didn't want Hillary Clinton to be president. And that's why I ran in the first place. Turns out I was wrong. I couldn't make him a better candidate and I couldn't make him a better president. And he disappointed me and he disappointed a lot of people in my party and a lot of people in this country by the way he performed. And for me... Anh nói rất là mất dài. Ông Trump disappointed rất là nhiều những người trong đảng viên của Joe Biden, mẹ Joe Biden chứ. Ông Trump không có disappointed cử tri của ông. Đó là cái quan trọng. Ông đi tranh cử cho chức vị tổng thống của nước Mỹ để phục vụ cho người dân của Mỹ. Ông có lý do gì mà disappointed? Còn cái đám cộng hành của Joe Biden thì cái mẹ Joe Biden chứ. Cái đám mà liên quan đến những cuộc chiến của Nga và Ukraine, cái đám mà liên quan đến công ty Pharma, những cái đám mà Rhino vân vân, đó là chuyện của Joe Biden. Ông Trump đâu cần phải hài lòng những cử tri, những cái đảng, xin lỗi, đâu cần hài lòng những chính trị gia như là Mitt Đặc China, như là Chris Christie, như là một số các nhân vật khác. Mà cho rằng là ông Trump disappointed và ông Trump là con rối của Putin. Chris Christie cho rằng Hoa Kỳ nên trang bị vũ khí thêm cho đất nước Ukraine đến khi họ giành chiến thắng được cuộc chiến chống lại Nga. Người dẫn chương trình nói thêm, Chris Christie nói thêm là tôi không biết Tổng thống Trump đang nghĩ gì về điều trại trừ ông là con rối của Putin khi ông Trump làm Tổng thống. Ơi, ông là con rối của Putin. Nhưng mà Putin không thể giật dây được ông. Putin không thể tấn công Ukraine khi thật sự dưới thời của ông Trump. Trời đất ơi, lộ ra cái bản mặt của tụi nó rất là rõ ràng. Nó luôn luôn lo ngại. Chúng tôi thường xuyên tranh dự luận về Vladimir Putin trong cái thời gian ông ấy làm tổng thống. At least là trong thời gian ông ấy làm tổng thống, Vladimir Putin không dám đụng một cọng lông nào của Ukraine và không dám gây hấn một cuộc chiến nào cả. Và tất cả những cái sự tấn công của tất cả các nước khác trên thế giới mà háo chiến đó, đều stand by với thời của ông Trump. Kể cả luôn nhóm ISIS cũng phải bị wipe out. Kể cả luôn nhóm Taliban và một số cái nhóm khác và tất cả những cuộc chiến đều ngăn chặn với thời của ông Trump. Ông Christie nói thêm, tôi nghĩ chúng ta cần làm rõ ràng về điều này. Chúng tôi cần cung cấp cho người Ukraine mọi khí tài quân sự để họ cần tự bảo vệ mình trước cuộc xâm lược. Và chúng tôi cần tiếp tục làm điều đó khi họ sẵn sàng giải quyết cuộc xung lược từ Nga. Ông Trump mới thật sự là có khả năng giải quyết cuộc chiến này khi mà thật sự nước Mỹ chúng ta mở cửa lại thị trường năng lượng và làm cho Nga hoàn toàn không có khả năng để tham chiến và áp lực của Trung Cộng. Cuộc chiến của Trung Cộng và Mỹ về thương mại rất là quan trọng để kết thúc cuộc chiến của Nga và Ukraine. Và đó là bản tin ngắn. Và đó là thằng cha con thiêu thân Chris Christie. Chào tạm biệt.